bí bí mật món quà của bố tặng con trai trước khi đi lấy vợ như nào, hãy xem hết video này nhá. Đây hiện trạng phòng con trai của chú Huyền, phòng cưới nhưng mà rất là đang bị trống trơn, chưa có gì cả. Chính vì vậy chú Huyền đã nhờ công ty Đề Cô chúng tôi qua đo khảo sát và tư vấn thiết kế cho chú một chiếc tủ quần áo mang phong cách hiện đại, đẹp sang trọng. Chú bảo làm tủ không những đẹp ở bên ngoài mà bên trong phải đẹp từ những chi tiết nhỏ nhất. Cháu hãy tưởng tượng một cô gái không những đẹp ở bên ngoài mà phần nội y và tâm hồn bên trong cũng phải đẹp. Và đây chính là cách mà chú dạy con trai chú đi chọn vợ. Hiểu được nhu cầu và nguyện vọng tâm tư của chú nên chúng tôi đã đưa ra giải pháp như sau. Chúng tôi đã thiết kế một hệ tủ để quần áo kết hợp với túi sách. Bên trong sẽ chia thành rất là nhiều khoang treo đồ giúp các bạn trẻ treo được nhiều quần áo. Và ở giữa là chia đợt giúp các bạn trẻ sâu ra những túi đồ hàng hiệu. Đúng, các bạn biết điểm khác biệt giữa tủ quần áo này với các tủ quần áo khác thông thường là gì? Điểm khác biệt giữa chiếc tủ quần áo này với các chiếc tủ quần áo cánh kính thông thường khác chính là chúng tôi đã sử dụng cái hệ cánh kính bản lề âm trên dưới. Những chiếc tủ quần áo cánh kính thông thường thì để bắt giữa phần cánh và phần thân tủ thì chúng tôi sẽ dùng những chiếc bản lề như thế này. Quần áo này thì để lộ rõ những chiếc bản lề ở giữa nhìn rất là xấu. Chính vì vậy nên chú Miền không thích. Và để đáp ứng nhu cầu khắt khe của chú Miền thì chúng tôi đã đưa ra phương án là sẽ làm bản lề âm trên dưới, tức là sẽ khoét âm ở phía trên cánh tủ và phía dưới cánh tủ. Và làm theo phương án này thì sẽ không lộ bất cứ một chiếc bản lề nào ở giữa nữa. Nhìn sản phẩm sẽ đẹp hơn và sẽ đẹp từ những chi tiết nhỏ. Các bạn thấy phương án thiết kế như thế này đã ok chưa? Hãy để lại comment ở phía dưới nha. Các bạn